đột ngột bỏ showbiz khi ở đỉnh cao của sự nghiệp. Quang Vinh, nam ca sĩ gắn liền với ký ức tuổi thơ của nhiều người nghe nhạc Việt, đã chính thức quay trở lại sau thời gian dài tạm ngưng sự nghiệp ca hát. Được biết đến với hình ảnh dễ thương, gần gũi và đáng mến, Quang Vinh từng có thời gian được đông đảo khán giả yêu mến và ủng hộ. Nhưng giọng hát bay bổng nhẹ nhàng của anh đã từng có thời gian yên ắng trên các sân khấu ca nhạc. Nhiều người đã nói rằng Quang Vinh từ bỏ giới showbiz hay tạm ngưng sự nghiệp. Với sản phẩm mới ra mắt với tên gọi Điều Buồn Tên, Quang Vinh đã nhận lời trả lời với Vietnamnet về khoảng thời gian im lặng tạm lắng của mình và cả những đam mê ngoài âm nhạc trước khi trở lại với không gian của nghệ thuật. Tạm dừng để giải quyết vấn đề cá nhân. Động lực nào giúp anh quay trở lại với nghề hát sau nhiều năm vắng bóng trên thị trường âm nhạc? Ca hát đối với tôi như một cái duyên, cái nghiệp mà Vinh đã vướng vào thì rất khó bỏ. Cảm ơn những tình cảm của khán giả vẫn còn đó, vẫn chờ đợi và ủng hộ những bước đi tiếp của anh theo trên con đường nghệ thuật. Đó cũng chính là động lực để tôi quyết tâm mình nhất định phải quay trở lại. Dư luận đến giờ vẫn thắc mắc vì sao ngay thời điểm ở đỉnh cao sự nghiệp, Quang Vinh lại đột ngột từ bỏ mọi thứ. Bản thân tôi cũng đã trải qua những vui buồn, những khó khăn của cuộc sống. Đến lúc quá mệt mỏi thì mình tạm dừng để giải quyết những vấn đề cá nhân, phần cũng là để cân bằng lại và tìm tòi những cái mới. Tôi muốn đưa những cảm xúc chân thật nhất của mình vào âm nhạc, nên thực sự khi có cảm hứng thì mới làm được. Trong suốt khoảng thời gian ngừng hoạt động nghệ thuật, anh đã làm gì? Tôi làm những công việc khác như chụp hình, thiết kế, quản lý, vân vân. Thời gian còn lại thì đi khắp nơi du lịch, sống ở nước ngoài cũng có. Thực sự là khá yên bình, thoải mái, nhưng đôi khi cũng chạnh lòng nhớ nghề, nhớ khán giả. Thỉnh thoảng tôi cũng có quay lại phòng thu làm nhạc, nhưng không thể vì không tìm được nguồn cảm hứng. Cũng có nhiều tin đồn cho rằng Quang Vinh rút lui vì áp lực do mắc phải chứng trầm cảm, thậm chí từng có ý định tự tử. Anh nói gì về điều này? Tin đồn cũng chỉ là tin đồn thôi. Tôi có cuộc sống khá khép kín nên nhiều người nghĩ vậy cũng đúng. Nhưng mọi người hãy nhìn những gì Vinh thể hiện trên Facebook, trên Instagram đi. Tôi yêu đời lắm, yêu cái yên bình và những nét đẹp đơn giản của cuộc sống. Trong một bài phỏng vấn gần đây, anh nói rằng cuộc sống hiện tại của tôi rất nhẹ nhàng. Cụ thể nó nhẹ nhàng như thế nào? Tôi ít bạn bè nhưng đã làm bạn thì rất thân, nên có thể chia sẻ với nhau nhiều điều. Vinh không tụ tập nhậu nhẹt hay đi đến những chỗ đông đúc ồn ào quá, không đi ra ngoài lúc quá khuya. Sau thời gian làm việc thì rủ vài người bạn thân đi du lịch, đi ăn uống, cũng đơn giản lắm. Tôi thích thế, đối với tôi như vậy đã là một cuộc sống nhẹ nhàng. Nhu cầu về thị hiếu âm nhạc của khán giả những năm gần đây liên tục có sự thay đổi. Quang Vinh có tự tin sẽ chinh phục được khán giả, đặc biệt là lớp trẻ khán giả? Mỗi người nghệ sĩ đều có chức riêng và lượng khán giả của riêng mình. Quan trọng nhất mình hãy là mình thôi. Bây giờ còn được hát là vui lắm rồi. Tôi không nghĩ gì khác hơn nữa. Tôi cũng đã xây dựng kênh YouTube cho riêng mình. Sau này có bài mới tôi sẽ up vào đó, chia sẻ với mọi người ở đó. Sản phẩm mới ra mắt Điều Buồn Tên được nhận định là MV đẹp nhất và đầu tư nhiều nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp của Quang Vinh. Có vẻ anh đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc trở lại này. Đã lâu không ra mắt sản phẩm mới thì ra phải thật đàng hoàng, nghiêm túc. Hy vọng mọi người sẽ thích món ăn tinh thần này. Đây cũng là món quà tôi dành tặng và đền bù cho các khán giả đã chờ đợi mình bấy lâu nay. Với hình tượng nội tâm và từng trải trong MV mới ra mắt, điều này lại khác hẳn hoàn toàn với những gì anh xây dựng trước đó. Có phải Quang Vinh đang cố gắng để thoát khỏi hình ảnh chàng hoàng tử Sơn Ca năm nào? Hình ảnh năm xưa đó cũng là của tôi. Tôi trân trọng tuổi trẻ của mình và tình cảm khán giả đã theo mình nhiều năm. Chỉ là bây giờ tôi trưởng thành hơn, sẽ làm những gì phù hợp với mình của hiện tại. Là ca sĩ được mọi người nhớ đến đã là hạnh phúc rồi. Vinh sẽ tiếp tục cống hiến những gì mình có. Tôi mong mình sẽ có thêm nhiều bài hát hay, vậy là đủ. Ngoài ca hát, gần đây Quang Vinh còn tham gia game show truyền hình, đóng phim. Những hoạt động này có phải đều nằm trong kế hoạch của anh? Không có kế hoạch gì đâu, thực sự đó. Chỉ là mọi người quý mình nên mời mình tham gia. Còn những dự án về âm nhạc thì có. Tôi sẽ cho ra thêm nhiều bài hát mới với một chương trình thực tế về du lịch. Bực mí với bạn là ngoài ca hát thì du lịch là niềm đam mê lớn nhất của Vinh. Danh hiệu Hoàng tử Sơn Ca cùng sự nổi tiếng ở những năm về trước có làm anh cảm thấy áp lực ở hiện tại? Tôi thấy mình may mắn vì mọi người vẫn còn quan tâm theo dõi. Và bản thân tôi, ca hát đã là cái duyên, cái nghiệp. Tôi tin là mình sẽ tiếp tục bước đi trên con đường của mình thôi. Ngày nào còn người nghe thì ngày đó tôi sẽ còn hát. Thất bại khó khăn đã lãnh đủ. Anh có buồn không khi có người nhận định rằng Quang Vinh đã tự đánh mất hào quang của chính mình trong quá khứ và giờ là lúc anh phải gượng dậy lại từ đầu? Không có gì là mãi mãi hết, đó là quy luật của cuộc sống. Trải qua nhiều năm tháng mà khán giả vẫn nhớ tên mình, nhớ những bài mình hát. Đối với người nghệ sĩ vậy là đủ rồi, tôi tự thấy mãn nguyện và không đòi hỏi gì thêm nữa.
Thành công, sự nổi tiếng tôi đã chạm tới và biết nó như thế nào. Thất bại, khó khăn mình cũng lãnh đủ. Bây giờ tôi phải sống cho hôm nay, làm những điều tích cực hôm nay. Quan trọng là tôi đã không từ bỏ con đường của mình. Tôi muốn trở thành một người truyền cảm hứng. Sau ca khúc Điều Buồn Tên, anh có những kế hoạch gì cho mình trong thời gian tới? Nếu bài hát Điều Buồn Tên có hiệu ứng tốt và được khán giả đón nhận, tôi sẽ tiếp tục cho ra thêm một bài hát nữa mà mình đã chuẩn bị sẵn. Với Điều Buồn Tên, Vinh đã chọn mốc thời gian 11h11 ngày 11 tháng 11 2016 thì sản phẩm mới Vinh hẹn 12h12 ngày 12 tháng 12 2016 nhé. Ngoài ra, một show du lịch mang tên Quang Vinh Passport cũng sẽ lên sóng trong tháng 11.